11 dấu hiệu của phân nói cho bạn biết về sức khỏe mình. Đa số chúng ta đều không thích nói về chất thải này, đôi khi ngại ngùng khi nhìn thấy nó. Tuy nhiên, bằng cách quan sát phân nổi lên, chìm xuống hay có mùi hôi thối, chúng ta có thể biết được rất nhiều thông tin sức khỏe của mình. Chúng ta thường không nghĩ nhiều về phân của mình, nhưng sự thật là nó chứa đựng rất nhiều thông tin về tình trạng sức khỏe của chúng ta. Từ màu sắc, hình dạng, đến kết cấu, mỗi yếu tố đều có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang trải qua điều gì đó. Câu nói ăn cái gì ra cái đó hoàn toàn đúng khi nói về chủ đề này, nhưng ngoài ra phân cũng chịu ảnh hưởng của những yếu tố khác. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá 11 đặc điểm của phân và những điều chúng tiết lộ về sức khỏe của bạn. Hãy cùng tìm hiểu để biết cách chăm sóc tốt hơn cho cơ thể của mình. 1. Phân bình thường. Trước khi đi vào những dạng phân bất thường báo hiệu vấn đề sức khỏe, chúng ta tìm hiểu xem một mẫu phân bình thường lúc bạn khỏe mạnh sẽ có tính chất như thế nào nhé. Phân khỏe mạnh thường có màu nâu từ trung bình đến đậm, do sự hiện diện của mật và sắc tố bilirubin từ quá trình phân giải tế bào hồng cầu. Hình dạng lý tưởng của phân là một khúc dài, mềm mại, điều này cho thấy hệ tiêu hóa của bạn hoạt động tốt. Phân nên được thải ra một cách dễ dàng, không gây đau đớn hoặc cần quá nhiều nỗ lực. Mặc dù có thể có mùi, nhưng nó không đến quá hôi. Như vậy, nếu bạn thấy phân của mình có độ đắng như một quả chuối chín, hình dạng của một cái xúc xích và màu của nó như màu một cái hamburger, thì bạn yên tâm rồi nhé. 2. Phân màu cam. Phân có màu cam có thể là dấu hiệu cho thấy quá trình tiêu hóa của bạn đang diễn ra quá nhanh, khiến phân không hấp thụ đủ mật, một chất quan trọng giúp tiêu hóa chất béo và tạo màu nâu cho phân. Màu cam cũng có thể xuất hiện khi bạn ăn nhiều thực phẩm chứa beta-carotene, một chất chống oxy hóa quan trọng được tìm thấy trong các thực phẩm có màu cam như cà rốt, khoai lang hoặc bí đỏ. Ngoài ra, một số loại thuốc, ví dụ thuốc kháng sinh chứa rifampicin, là một loại thuốc dùng để chữa bệnh nhiễm khuẩn nào đó, đặc biệt là bệnh lao, hoặc chất bổ sung có thể làm thay đổi màu sắc của phân. Nếu phân có màu cam xuất hiện thường xuyên hoặc kèm theo các triệu chứng bất thường khác, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để kiểm tra và xác định nguyên nhân chính xác. 3. Phân có màu xanh lá. Phân màu xanh lá có thể là một biểu hiện hoàn toàn bình thường và lành tính cho thấy bạn vừa ăn quá nhiều rau củ có màu xanh đậm như rau cải xoăn, rau bina, bởi vì chúng rất giàu chất diệp lục, hoặc bạn ăn các thực phẩm nhuộm màu xanh. Phân có màu xanh lá cũng thường xảy ra khi quá trình tiêu hóa diễn ra quá nhanh, khiến mật trong ruột không có đủ thời gian để chuyển hóa thành màu nâu. Ngoài ra, màu xanh lá trong phân cũng có thể là kết quả của việc sử dụng một số loại thuốc hoặc chất bổ sung, đặc biệt như các loại chứa sắt hoặc thuốc nhuận tràng. Nếu bạn cũng có vẻ xanh xao vàng vọt, thì phân lỏng và màu xanh lá có thể là dấu hiệu của các vấn đề tiêu hóa nghiêm trọng hơn, như hội chứng ruột kích thích hoặc nhiễm trùng, và cần được bác sĩ kiểm tra kịp thời. 4. Phân có màu đen, đặc như hắc ín. Phân có màu đen và đặc như hắc ín thường là dấu hiệu của chảy máu trong đường tiêu hóa trên, chẳng hạn như dạ dày hoặc ruột non. Máu trong phân có thời gian để tiêu hóa và bị oxy hóa, làm cho phân có màu đen đặc biệt. Tuy nhiên, màu đen của phân cũng có thể do việc tiêu thụ một số loại thực phẩm hoặc thuốc, chẳng hạn như bổ sung sắt hoặc thuốc chứa bismuth, mà không phải do chảy máu. Ngoài ra, tiêu thụ thực phẩm giàu sắt như thịt đỏ hoặc một số loại trái cây như cam thảo đen, việc quất đen cũng có thể làm phân có màu đen. Nếu hiện tượng phân màu đen này kéo dài mà không phải do bạn ăn uống, kèm theo triệu những chứng đau bụng, nôn mửa hoặc chóng mặt, bạn nên đi khám ngay lập tức nhé. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy nhấn nút thích, đăng ký kênh và bật tất cả thông báo để bạn có thể cập nhật thêm những thông tin mới nhất về sức khỏe và dinh dưỡng nữa nhé. 5. Phân có màu đỏ hoặc nâu sẫm. Phân có màu đỏ hoặc nâu sẫm thường là dấu hiệu cho thấy có máu trong phân, xuất phát từ phần dưới của đường tiêu hóa, chẳng hạn như đại tràng hoặc trực tràng. Mặt khác, nếu bạn nhìn thấy các vệt hay đốm màu đỏ trong phân hoặc trên giấy vệ sinh hay trong bồn cầu, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang bị bệnh trĩ, nứt hậu môn, vô liệt đại tràng hoặc viêm loét đại tràng. Tuy nhiên, màu đỏ hoặc nâu sẫm của phân cũng có thể là do tiêu thụ thực phẩm màu đỏ như củ dền, cà chua hoặc quả mọng, làm thay đổi màu sắc tự nhiên của phân. Trong một số trường hợp, các loại thuốc như kháng sinh hoặc thuốc chống viêm cũng có thể gây ra hiện tượng này. Nếu phân có màu đỏ hoặc nâu sẫm kèm theo triệu chứng đau bụng, mệt mỏi hoặc sụt cân, nên thăm khám bác sĩ để loại trừ các bệnh lý nghiêm trọng hơn. 6. Phân có màu tái, trắng.
Phần có màu tái thường cho thấy có sự thiếu hụt mật trong quá trình tiêu hóa, do đó phần không có đủ pigment mật để tạo màu nâu thông thường. Điều này có thể chỉ ra các vấn đề về gan, túi mật hoặc ống dẫn mật, chẳng hạn như viêm gan, sỏi mật hoặc tắc nghẽn đường mật. Nếu bạn vừa chụp X quang có uống thuốc cản quang barium, bạn có thể thấy rằng mình sẽ đi tiêu phần có màu trắng trong vài ngày. Ngoài ra, nếu dùng thuốc bổ sung có antacid, calcium và một số thuốc trị tiêu chảy cũng có thể dẫn đến tình trạng này. Nếu bạn thấy phần có màu tái thường xuyên, y học gọi là phân thiếu mật và có kèm theo triệu chứng khác như đau bụng, vàng da, vàng mắt hoặc nước tiểu sậm màu. Hiện tượng này có thể báo hiệu cho bạn đang gặp một số bệnh nghiêm trọng về gan, khiến ống mật bị tắc nghẽn như viêm gan, sơ gan và ung thư gan. Trường hợp này, bạn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời nhé. 7. Phân nổi lên bền thay vì chìm xuống. Phân nổi lên bền thường là dấu hiệu của sự dư thừa chất béo trong phần. Điều này có thể do cơ thể không hấp thụ chất béo đúng cách, một tình trạng gọi là phân béo. Hiện tượng này thường xuất phát từ các vấn đề về tuyến tụy như viêm tụy hoặc suy tụy, khi tuyến tụy không sản xuất đủ enzyme tiêu hóa chất béo. Ngoài ra, phân nổi lên bền cũng có thể do hơi dư thừa. Nếu hơi này xuất phát từ chế độ ăn uống thì tình trạng này không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, nếu hơi là hậu quả của một rối loạn đường tiêu hóa thì tình trạng phân nổi lên bền có thể là báo hiệu của bệnh viêm ruột loét miệng, còn gọi là bệnh celiac, khi cơ thể không thể tiêu hóa, hấp thụ gluten trong lúa mì, ngũ cốc đúng cách. 8. Phân lỏng có mùi trứng thối. Phần có mùi trứng thối thường là dấu hiệu của sự phân hủy không hoàn toàn trong hệ tiêu hóa, đặc biệt liên quan đến quá trình phân giải sunfua trong thực phẩm. Mùi trứng thối chủ yếu xuất phát từ khí hydro sunfua do vi khuẩn trong ruột sản sinh khi tiêu hóa thực phẩm chứa sunfua như hành, tỏi. Hiện tượng này có thể cho thấy bạn đang gặp phải vấn đề tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích, IBS, nhiễm trùng đường ruột hoặc thiếu enzyme tiêu hóa. Đôi khi biểu hiện này còn là do bạn bị nhiễm ký sinh trùng Giardia. Người bệnh có khả năng nhiễm Giardia nếu đi bơi ở các ao hồ, sông suối, đi cắm trại hoặc uống nước chưa nấu chín. Nếu tình trạng phân lỏng kèm theo mùi hôi kéo dài và gây khó chịu, bạn nên xem xét việc thay đổi chế độ ăn uống, hạn chế thực phẩm chứa nhiều sunfua và gặp bác sĩ để được xác định nguyên nhân và phương pháp điều trị phù hợp nhé. 9. Phân nhầy nhớt. Phân nhầy nhớt thường là dấu hiệu của tình trạng viêm hoặc kích thích trong ruột với sự hiện diện của chất nhầy dư thừa trong phần. Hiện tượng này thường gặp trong các bệnh lý như viêm loét đại tràng hoặc bệnh Crohn, khi niêm mạc ruột bị tổn thương và tiết ra nhiều chất nhầy hơn bình thường. Chất nhầy trong phần có thể là do cơ thể cố gắng bảo vệ niêm mạc ruột khỏi sự kích thích hoặc viêm nhiễm. Ngoài ra, nếu phần trông như có một lớp nhầy, chứ không phải mỡ, bao bọc thì đó có thể là biểu hiện cho thấy bạn đang dị ứng với thức ăn. 10. Phần mỏng như cây bút chì. Phần mỏng dẹt như bút chì hoặc phần có hình dạng giống như sợi dây có thể là dấu hiệu của sự hẹp hoặc tắc nghẽn trong đường ruột. Hiện tượng này thường xảy ra khi có sự hiện diện của khối u, polyp hoặc viêm trong đại tràng, khiến phần không thể di chuyển qua đường ruột một cách tự do và bị nén lại, dẫn đến hình dạng mỏng. Phần mỏng có thể là dấu hiệu của các tình trạng như ung thư đại tràng hoặc bệnh viêm đại tràng, đặc biệt khi kèm theo các triệu chứng khác như đau bụng, thay đổi thói quen đi tiêu hoặc máu trong phần. Nếu bạn gặp phải hiện tượng này kéo dài và có triệu chứng kèm theo, việc khám bác sĩ để kiểm tra và chẩn đoán kịp thời là rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe đường ruột của bạn. 11. Phần cứng, nhỏ, bạn phải đặn để đẩy ra. Phần cứng, nhỏ và phải đặn để đẩy ra thường là dấu hiệu của táo bón, một tình trạng phổ biến liên quan đến việc đại tiện không đều và khó khăn. Hiện tượng này xảy ra khi phần di chuyển quá chậm qua đại tràng, dẫn đến việc hấp thu quá nhiều nước, khiến phần trở nên khô và cứng. Cảm giác phải đặn mạnh để đẩy phân ra có thể gây đau và khó chịu và thường liên quan đến chế độ ăn uống thiếu chất xơ hoặc mất nước. Để cải thiện tình trạng này, nên tăng cường tiêu thụ thực phẩm giàu chất xơ như trái cây, rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt, cũng như uống đủ nước hàng ngày. Táo bón là tình trạng khá phổ biến trong cuộc sống, tuy nhiên bạn đừng để tình trạng này kéo dài, nó sẽ mang lại nhiều hậu quả khó lường cho đại tràng của bạn. Vừa rồi là những dấu hiệu ở phân thông báo cho chúng ta biết rất nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng. Nếu bạn có nhiều biểu hiện này cùng một lúc kèm theo sụt cân, mệt mỏi và nôn mửa không rõ nguyên nhân thì hãy cảnh giác với chứng ung thư ruột kết nguy hiểm, một căn bệnh khá phổ biến trong cuộc sống ngày nay. Lần sau, khi đi tiêu,
Bạn có thể để ý đến phân của mình bởi điều này có thể giúp bạn phát hiện ra vô số bệnh tật, thậm chí có một số bệnh có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem hết video hôm nay, để lại một lượt thích, cảm nhận của bạn và chia sẻ để video được nhiều người biết đến hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm các video thông tin sức khỏe hữu ích nữa nhé. Như mọi khi ân chúc bạn sống khỏe, sống thọ, sự giàu có và hạnh phúc tuyệt vời.